Hi, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với cả channel của mình là Nam đây. Khởi động với anh em ngày hôm nay lại tiếp tục gọi là hành trình gọi là găm lúa với anh em bên này. Tại vào may 40 triệu tôi có gì hay không nhá. Mở vừa và đập mắt vào là với anh em thì tôi thấy là mẹ mày đang có mấy slot game mới đây, Beat Game này, Avaliton này. Game gì không? Game gì mới mới không nào? Viking này, à. Idol Bounty này. Mấy slot hình như mấy cái hũ này, hũ mới này. Nhìn khá là hay đấy. Mà thôi, đây phải slot chủ yếu của mình. Nay thì mình sẽ đi chơi đại trường đen với anh em mình nha. Tạm may bú được cái gì không? Ở lâu lại cần tí tiền đi chơi đại trường đen, vẫn là đỉnh chóp bạn ạ. 2, 3, 4, 5. Đây là slot game mà mình nghĩ rằng là ăn tiền dễ nhất rồi. Và mình phải cầm vốn 40 củ đi chơi ở đây này không sẽ không là quá đáng đâu mọi người ạ. À. KZ Q10. Rồi, K bú. Bài đầu tiên. Chứ mà ổn. Mới tay đầu tiên anh em ơi. Tay thứ hai thì mình nghĩ là đánh ngang vào đây là đẹp, 3 triệu. Cây đỏ. 7 cách 3. Hợp lý. Đôi gì luôn. Ngon 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 ngon. Một cái hai, một cái ba, 2 triệu này, 500. Thế là ổn này anh em ạ. Ô thơm 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 thơm. Ôi trời ơi. Qua gì 10 dưới quy đấy ôi trời. Một cái hai ba. Một cái hai. Q8 này. K rồi, K là bú rồi anh em ơi. Hơn nhau một tí là bú rồi anh em ạ. Thế nếu như mà đẹp được thì mình vẫn sẽ chơi lớn với anh em được một tí anh em ạ. Một cái hai. Ui lôi tám này, thêm có tám này đẹp quá. Ngon. Một cái hai ba. Ba 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 ba. Ba này. Quy 96 vẫn là ăn này ạ. Một cây hai, 2 triệu đấy anh em ạ, được ấy chứ. Ôi đôi năm kìa. Ơi, tính ra đời rồi. Anh em thấy không? Kiếm gần 20 triệu ở bên con đại trưởng đen thì cực kỳ dễ luôn. Lý do tại sao mà tôi chơi ở bên con 8 con game này lúc nào nó cũng gọi là nét luôn anh em. Thơm đấy. Một cái hai, thế mình sẽ đánh cướp cò một cái may mắn không kịp rồi. Ừ.
Một cây ba 200. Ôi. À, phải nghe nhìn hay đấy các bạn. Nào 1 2 4 1 4 5 này đôi 10 đã ăn rồi. Rồi. Hai triệu vào đây đi. Mẹ vừa với gái ăn được tí tiền xong cái bây giờ mẹ oảng luôn anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Đôi gì? Ôi, cái gì đây? Ai đây? Bye bye mọi người, bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo thôi. Làm nốt cây này anh em ạ. 2 triệu tiếp. Không, không, không ấy được rồi anh em ạ. Trời heo. 762 nghe gãy gãy thôi nghỉ ba anh em.